Với hơn 52.000 ha và hơn 50 sản phẩm quế các loại có mặt ở nhiều thị trường trong nước và quốc tế, quế Văn Yên đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong nước và ở Thái Lan. Tại buổi lễ, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao quyết định và giấy chứng nhận về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm chế biến từ quế của huyện Văn Yên được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hình. Cây quế không chỉ giúp cho người dân xóa đói làm giàu mà còn là biểu tượng kinh tế văn hóa của cộng đồng người Dao Đỏ và nhiều dân tộc khác của Văn Yên.